Ngày xưa, khi cuộc chiến giữa loài người, ma sói và Macaron đã kết thúc, hậu quả của cuộc chiến vô cùng nặng nề, nhà cửa tan hoang, những cái đồng lúa bị dập nát, nhiều người hy sinh trong cuộc chiến, biết bao gia đình bị mất đi vài người. Ngôi làng ấy đã cố gắng để khôi phục lại từ đầu, phát triển lên từng ngày, sự bị điên ngẫy khi mà ai ai cũng tưởng rằng ma sói và Macaron đã bị đánh bại. Nhưng thực chất, bọn chúng vẫn luôn tồn tại đến tận bây giờ và chỉ chờ đến ngày được phục thù. Chúng được chuyển đến một vùng không gian khác, nơi mà không có con người sinh sống. Mr. Carrot và một số vị pháp sư khác quyền năng là người phong ấn cánh cổng liên kết giữa ba thế giới. Cánh cửa này không phải là vĩnh cửu, nó sẽ mở ra vào một ngày không xa. Nghe nói rằng nó là vào ngày 2021. Một trận chiến gây cấn giữa ba phe ma sói, dân làng và Macaron đã diễn ra. Tất cả đều có thể nói dối, nói thật, biện hộ, thuyết phục nhằm tìm ra chân tướng lũ sói và Macaron, hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ người mình yêu thương. Cuối cùng cũng đi chơi về nhà rồi. Chuyến du lịch Hawaii vui quá. Cảm ơn các cậu đã mời tới đi theo cùng nha. Có gì đâu. Thực ra thì đi 5 người sẽ được giảm giá, nên cậu là người đầu tiên tới mời đấy. Tất vậy hả? Mu là người làm tới lần nghe nhất đấy. Cậu ta từ mập chuyển sang ốm lại rồi. Nghĩ đến việc bạn đội bơi bị chật chội và mọi người chơi cười là tớ cảm thấy ngại rồi. Nên trước khi đi du lịch tớ đã cố gắng giảm cân. Cậu thấy tớ hơi mập rồi phải không? Lúc ở Hawaii là tớ đã sáng tác ra rất là nhiều bài thơ. Có ai muốn nghe tớ đọc không? Tại sao Hawaii lại không có bóng rổ chứ? Chuyến đi lần này thật là cực hình quá đi. Tớ cảm thấy mệt trong người quá. Giờ tớ cần nghỉ ngơi. Cậu về nghỉ đi nhé. Ok, mình tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Này đó cậu, chúng ta đi về nào. Tớ thì chưa thấy mệt, hay là qua nhà rô chơi đi. Tớ cũng thế, chỉ cần chơi vài ván bóng rổ là hết mệt mỏi ngay. Chờ tớ với. Đói quá. Yaki, trong tủ lạnh nhà cậu có gì ăn không? Này Mu, đừng có làm phiền cậu ấy nữa. Chúng ta qua quán ăn nào ăn nó cũng được mà. Tớ đi liền. Bọn họ cuối cùng cũng đi rồi. Thật là yên tĩnh quá đi. Mà có thể yên tâm ngủ rồi. Thì ra Suyeon là bạn chung nhà trọ với lại Somin ở Hàn Quốc. Họ học cùng lớp với nhau và cũng khá là thân, nên đã chia nhau trả tiền nhà trọ. Thật là một sự trường hợp đúng không nào? Một sự trường hợp thứ hai, Yusenka chính là em họ hàng xa người Nga với lại Lina. Yusenka sống ở dưới quê và Lina là người thành phố. Lina hồi nhỏ cũng hay đến thăm cậu em của mình. Ôi, sao em nay cao thế hả em, Yusenka? Cho chị vài sang coi. Hồi đó là Dennis có kể lại với tôi và Maya về sự kiện lớp học ma sói ở Anh Quốc. Có một nữ sinh luôn diễn kịch ngây thơ và yếu ớt để đánh lừa người khác, sau đó kết thúc bằng cách phản bội. Thật không may mắn là cô ta luôn bị cướp đi điều ước của mình. Và Dennis có cảnh báo lại rằng có thể cô ta sẽ gặp chúng ta vào một ngày nào đó. Giờ tôi mới nhận ra người cậu ấy nói đó chính là Bella. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Cậu ấy không có nhà cửa gì cả, nên rất là khó xác định vị trí của cậu ấy. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ bình tĩnh trở lại. Ở Nhật đang có một chủ đề nóng hổi, đó chính là trận chiến giữa hai YouTuber nổi tiếng, Kusuo the Otaku và Mochi the Gamer. Ban đầu là Mochi đang chơi game online, có chửi một người là Weeaboo vì đánh gà quá. Thì ra người đó chính là Kusuo. Cậu ta nghe thấy tức lắm vì bị xúc phạm, và thế là hai bên chửi nhau. Cuối cùng họ ra quyết định là sẽ tổ chức một cuộc thi đấu game để phân thắng bại vào tuần tới. Dự kiến sẽ có trên 1 triệu người theo dõi trận đấu này. Tôi cũng rất là hóng đây. Và một lần tôi vô tình mời 3 người Long, Liu và Jason vào cùng một phòng chat. Cuối cùng họ khá là không ưa lẫn nhau và rời khỏi phòng nhanh chóng, vì 3 người thuộc Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Đây có lẽ là chuyện chính trị nên mình sẽ không bàn tới. Vào tuần trước tôi nghe tiếng chuông cửa, và khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả, ngoài một cái hộp quà kèm mảnh giấy tặng Yaki, thần tượng của tôi. Khi mở cái hộp quà ra thì đó là một cái hộp đựng bánh cookie. Trông không giống bánh mua ngoài tiệm lắm, hình như là tự làm thì phải. Ban đầu là tôi sợ không dám ăn vì tưởng rằng đó là bánh của Jesse. Nhưng khi nhìn kỹ lại dòng chữ trên mảnh giấy thì nó rất là đẹp, không giống chữ của Jesse, nên tôi có thể tin tưởng mà ăn. Vị của nó rất là ngon, ngọt, ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi tự hỏi ai đã tặng tôi thứ này. Vì quá là tò mò nên tôi đã kiểm tra lại đoạn băng camera trước cửa nhà, và tôi vô cùng rùng mình. Người đó chính là Mr. TV, người mà đã xuất hiện trong một cái TV ở trường ma sói. Tại sao cậu ta lại biết nhà của tôi chứ? Đáng sợ quá đi mất. Ngủ đảo quá.
trời tối rồi ư? Ôi không, mình ngủ quá đà rồi. Vậy sao tối mình ngủ nữa đây? Thôi kệ, đi xuống ăn tối cả đã nào. Ủa, cái gì thế này? Đồ ăn trong tủ lạnh sao mất tiêu hết rồi? Mình nhớ còn nhiều lắm mà. Này Mu, sao nhìn cậu khác hồi sáng thế? Đâu có đâu, vẫn như vậy mà. Ôi không, làm sao bây giờ? Đúng rồi, mà sẽ đi siêu thị. Mà khoan, 10 giờ đêm rồi mà, làm gì có siêu thị nào mở cửa nữa chứ? Jackie ơi, cậu có nhà không? Ủa, Maya, cậu đến đây cái việc gì thế? Chà, đồ ăn ngon quá, cảm ơn cậu nhiều nhé Maya. Không có gì đâu, thực ra đây là đồ ăn mẹ tớ nấu để tiếp khách. Nhưng mà vị khách ấy hôm nay không đến được, nên mẹ tớ kêu tớ là mang sang tặng cho bạn bè. Wow, thật là trùng hợp quá đi, đến lúc nhà tớ hết đồ ăn luôn. Cậu có nghe tiếng gì không? Ôi trời ơi, mình biết ngay mà, lá thư mời đến lớp học ma sói. Này Maya, cậu có muốn đi cùng tớ không? Nếu không thì tớ rủ người khác cũng được. Ừ, được thôi, chúng ta đi nào. Ok, chúng ta đã đến nơi rồi. Vui lòng ném thư qua cổng để ta kiểm tra. Được thôi, đây, cầm lấy. Tốt lắm, mời hai người vào trong. Wow, cái gì đây? Trang trí cho ngày Noel à, nhìn đẹp thế. Nếu như không có cái bức tượng này. Người nói cái gì hả? Wow, cậu nhìn kìa Maya, toàn là cái thông Noel thôi, nhìn thích quá đi. Ừ, nhưng mà có điều trang trí hơi bị ít thì phải, nhìn vắng hoe à. Này, đây là khu vực chưa trang trí xong, đừng có thắc mắc nhiều, tháng sau mới hoàn thiện được. Giờ thì hai người vui lòng lên lớp cho tay ngay. Đi thôi Jackie, hãy nhớ phần 104 nha. Ok, đến nơi rồi. Hình như lâu lắm rồi mới được tập trung tại lớp đấy. Chứ mấy lần trước á là tập trung tại nhà bếp, ngoài sân, thư viện. Tao không nói nhảm nữa. Vào thôi nào. Ủa cậu nhìn kìa Jackie, hình như có người quen. Hả? Người này là ai? Người này thậm chí còn không có skin nữa cơ mà. Tôi chưa có skin vì chưa nạp tiền đấy. Ôi tội nghiệp quá, không có skin thật là khốn khổ quá mà. Mọi người sẽ đến đây rồi thì hãy dừng video lại, bấm like, bấm subscribe và nhớ bấm chuông để cậu ấy có skin nhé. Cùng đến ngược nào, 3, 2, 1, bấm. Hãy cùng nhau thử vận may với Jackie nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh, cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopjackie.vn. Mày đi rồi Jackie, mày đến đây để đấu với tao phải không nào? Vin, tại sao cậu lại ở đây hả? Đó được mời thì tao mới đến đây chứ, mày cũng hỏi. Được rồi, xin lỗi nào. Không. Chào mọi người. Ô, Maya, có cả Jackie và Vin nữa. Khoan đã, hả? Andy, đúng rồi, Vin, hình như là cậu muốn hết đấu với lại Andy có phải không? Andy là đứa nào? Ở đây đang có chuyện gì thế? Anh em màu xanh à? Yếu xìu, tao không quan tâm. Hả? Đâu có đâu, Andy đã từng đánh bại tớ đấy. Cái gì cơ? Andy, sao mày dám đánh bại thằng Andy trước tao hả? Hả? Làm gì có, Jackie, cậu đang bị chuyện đấy à? Tao tuyên bố, từ giờ mày sẽ là đối thủ của tao, Andy. Hả? Yes, mình thoát nạn rồi, xin lỗi cậu nhiều nhớ Andy. Không cãi nhau nữa, tớ ngồi đây được chưa? Mọi người về chỗ luôn đi. Vậy thì tớ sẽ ngồi chỗ này nhé. Khỏe rồi. Ủa, có hai người ở phía sau à? Từ nãy giờ mà không để ý. Cho hỏi, hai cậu tên là gì thế? Tớ tên là Alpha. Còn tớ, tớ là Beta. Còn tớ là Jackie. À đúng rồi, bây giờ tao mới nhớ. Jackie, mày còn chăm sóc cái bông hoa mà tao tặng cho mày không? Hoa nào cơ? Mày đùa với tao đấy à? Khoan, mình tên thế nào? Tao nhớ ai rồi. Hình như vẫn còn đấy.
Cái bông hoa đó là tớ đã trồng lại ở sau vườn nhà tớ rồi. Và tớ cũng một ngày tới một lần lận. Khi trời mưa thì khỏi. Cái thằng này, hoa đó là trồng trong cái lọ thì sẽ tốt hơn là trồng ở ngoài vườn đấy. Hả? Có người đến tới thì phải. Chào các cậu, tớ tên là Paul, khoảng 14 tuổi. Tớ sống ở vùng nông thôn cho nên tớ có mang theo rất là nhiều bắp luộc lắm. Xin tặng cho mọi người. Wow, bắp nhìn ngon quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Ừ, không có gì đâu. Thôi, tớ kiếm cho ngồi đây. Thật sự là ngon luôn đấy. Mặc dù đã ăn tối rồi nhưng mà tớ lại có thể ăn hết cái bắp này đó. Xin chào các cậu nhé. Tớ tên là Biu Gia. Ui, lâu quá. Sao cái tầng nhà nó lại trơn quá vậy? À, xin nhắc lại, tớ là Bingo, 15 tuổi. À, mà thôi, tớ về chỗ đây. Ồ, cái ghế này được đấy. Mình sẽ ngồi xuống thôi. Ui da, đầu mông quá đi. Sao tự nhiên cái ghế này bị gãy vậy nè? Ôi trời ạ. Chắc là tớ sẽ qua lớp khác để kiếm cái ghế nào vững chắc hơn cái đã. Ui da, tớ quên mở cửa. Ôi trời ạ, người gì đâu mà hội đậu thế không biết. Ồ, mọi người biết chơi violon. Wow, nghe hay quá đi. Mà cái nhạc cụ cậu đang cầm nhìn đẹp thế. Cho tớ mượn tí được không? Ờ, cái này không được đâu. Mắc tiền lắm đấy, cậu đền có nổi không? Quên mất, tôi xin được giới thiệu. Tôi tên là Cody và 16 tuổi. Xin phép mọi người, tôi đi kiếm chỗ ngồi đây. Thằng này được đấy, có vẻ là sẽ là đối thủ trong tương lai của mình. Ồ, trong cuối năm đủ quá nhỉ. Xin chào mọi người, tôi tên là Pierre, biết nấu ăn, rồi rất vui được làm quen với mọi người. Hả? Pierre, cậu có tham gia đó hả? Nhưng mà cậu thuộc lớp học tăng cầu mà. Ủa, tại người quen thôi nè. Thật ra là tớ không có tham gia đâu. Tớ lên đây để dẫn theo một người đang bị lạc. Được rồi, hồi đây nào, đừng có ngại. Hả? Hả? Chỗ này là chỗ nào? Hả? Ok, không đấy nào, quần áo của cậu ở đâu sao cậu lại ăn mặc kiểu này? Quần áo là cái gì cơ? Cậu đang đùa đấy à? Ê thằng kia, tên mày là gì? Tên là cái gì vậy? Mày giỡn mặt à? Cậu ta nhìn lạ quá. Này Bia, rốt cuộc cậu ta là ai vậy? Thật ra thì tao cũng chẳng rõ nữa. Hồi nãy trong lúc tao dọn dẹp thì thấy cậu ta đang ăn vụn phùng đá cây trong bếp. Tớ hỏi mãi nhưng mà cậu ấy không trả lời. Vì thế tôi đoán rằng là cậu ta học chung lớp ma số với các cậu. Ồ, vậy à? Nhưng mà tại sao cậu lại ở trần chứ? Các cậu tự giải quyết đi nhé. Tớ đi xuống bếp đây. Được rồi, cậu ngồi xuống cái ghế này đi. Hơ, ghế là gì thế? Trời ạ, đầu óc thằng này chắc là có vấn đề rồi. Ồ, này các cậu ơi, có một nhóm người đang tiến tới kìa. Hả? À, anh chị vào trước đi. Ừ, thôi được rồi. Rồi, gậy đánh gôn, cung và cả súng nữa. Hả? Cái gì thế này? Tại sao tất cả bốn bọn họ lại cầm vũ khí lên thế kia? Ôi không, nhóm đầu gấu xuất hiện rồi. Đầu gấu? Ý cậu là sao? Mấy tuần nay là ở cái lớp học ma sói có lan truyền với nhau tin đồn rằng là có một nhóm đầu gấu xuất hiện cầm theo vũ khí. Bọn chúng dùng vũ lực để ép nạn nhân lộ diện đấy. Và cuối cùng, bằng với mọi thủ đoạn, bọn chúng luôn chiến thắng. Hả? Nhóm côn đồ sao? Ê này tụi kia, tụi mày muốn làm gì hả? Gọi hiện ra đây solo với tao nè. Một bên tao chấp hết bốn tụi mày. Xin chào, chào mọi người nha. Rất vui được làm quen với các bạn. Mình là Benny, 13 tuổi. Tớ là Ford, 15 tuổi. Tớ là Leo, 17 tuổi, học sinh lớp 12. Còn tớ, Virgo, 19 tuổi. Hiện tại do học trễ nên tớ vẫn học lớp 12. Và chúng tôi là bốn anh em ruột trong một nhà. Wow, chị hai ơi, hôm nay chị nói cho trẻ hơn mọi hôm rồi đấy. Chị mà lại. Này, tụi bay làm trò combo đủ rồi đấy. Về chỗ ngồi đi. Từ đấy nè anh bạn, chúng tôi chưa giới thiệu xong mà. Chúng tôi xin đứng chính lại. Chúng tôi không phải là bọn đầu gấu như mọi người hay đồn. Vậy mọi người là ai? Bốn chị em chúng tôi là những người đại diện công lý, thực thi chính nghĩa trong lớp học ma sói. Chúng tôi là... Này mấy đứa về chỗ đi,
đến giờ tập trung rồi. Mr. Carrot, họ đây rồi, tôi sẽ nói với mọi người sau vậy. Các em, theo chị kiếm cho ngồi nào. Đây là cái lớp, chắc ai ở đây đều biết ta là ai rồi, và cũng tham gia ít nhất 2 lần, cho nên ta sẽ không phải giải thích gì. Hả? Em kia mới tham gia lần đầu thì phải. Ông là ai? Thôi Mr. Carrot, cậu ta không biết tên của mình à? Rốt cuộc cậu ấy là ai thế? Để ta kiểm tra nào. Đứng yên nhé, không được cử động. Cậu ta tên là Toto. Sao ông biết? Được rồi, sau đây là ta sẽ tiến hành phát lễ bài. Các em cẩn thận, không được để cho ai biết đấy. Bị lộ thì đừng có trách ta. Không biết lá bài của mình là gì nhỉ? Ây da, mắc tiểu quá. Thôi Mr. Carrot, em xin phép được đi vệ sinh ạ. Được rồi, đi lẹ đi. Hả? Này Leo, cậu đánh rơi cái huy hiệu gì nè? Cảm ơn cậu đã nhắc tới nha. Không có gì đâu. Khoan đã, đây là huy hiệu của hội thợ săn mà. Cậu là thành viên của hội thợ săn hả? Đúng thế. Wow, thật à. Và cậu đang giữ chức vụ gì thế? Thành viên thường hay là thành viên cấp cao? Đừng tiết lộ cho ai biết nhé. Đó chính là hội trưởng hội thợ săn. Hả? Thank you.